Xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình làm video này để giới thiệu với các bạn hai cái phần mềm dựng phim tốt nhất mà dành cho các bạn mới bắt đầu tập dựng phim hoặc làm phim, biên gọi là biên tập phim ấy. Thì hiện tại ở đây là mình sau một thời gian khoảng mấy năm mình hay dùng ấy, thì mình thấy hai cái phần mềm mà tốt nhất mà các bạn nên dùng ấy, đầu tiên là nó phải nói đến là Adobe Premiere, và phần mềm thứ hai là phần mềm Wondershare Filmora. Thì hai cái phần mềm này thì các bạn hầu như các bạn đều có thể tải được trên mạng, và có những cái bản crack kèm theo, hoặc là các bạn nếu có điều kiện các bạn có thể mua bản có phí. Thì tại sao mà mình lại chọn hai cái phần mềm này? Bởi vì cái phần mềm Adobe Premiere ấy, thì đối với những cái dân làm chuyên hoặc bán chuyên thì hầu như người ta đều biết đến phần mềm này. Phần mềm này rất là phổ biến. Và ưu điểm của phần mềm này là cho phép bạn dựng những cái video rất là nặng. Ví dụ bạn có thể ghép rất nhiều cái video nặng với nhau. Và nhược điểm của nó là hơi khó thao tác một chút, tức là đối với các bạn mà muốn xử lý nhiều về cái chuyển cảnh hoặc là các hiệu ứng ở trên từng đoạn video hoặc trên từng cái frame một ấy, thì nó hơi phức tạp, bởi vì các bạn phải tạo key rồi xây dựng nó khá là lâu. Còn đối với cái phần mềm Wondershare Filmora ấy, thì đây là một cái phần mềm mà nó cái ưu điểm của nó nhá là sẽ cho ra rất nhiều các hiệu ứng hay, hiệu ứng đẹp. Đấy, mà rất phù hợp cho các bạn mới bắt đầu bước vào làm. Đấy. Còn cái nhược điểm của nó ấy, thì là xử lý những cái đoạn video nặng sẽ bị chậm hơn. Nó không thể chuyên biệt như cái phần mềm Premiere được. Đây, bắt đầu mình sẽ vào hai phần mềm cho các bạn xem nhé. Đây là Adobe Premiere. Đây là bản Pro 2020 nhé. Và đây là Wondershare Filmora. Đấy, thì hai cái ứng dụng làm video này mình rất hay sử dụng. Những cái thời ngày xưa thì thời đầu tiên mình biết đến phần mềm dựng phim, đấy là phần Unleash Visual Studio 11. Thì cái phần mềm đấy có từ những cái năm 2007, 2006, 2007 là đây mình làm cái phần mềm đấy. Nhưng mà bây giờ nó không còn thịnh hành nữa, bởi vì nó không hỗ trợ nhiều cái định dạng video. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái Adobe Premiere nhé. Thì cái trình khởi động của nó đây. Thì về cái cấu hình, yêu cầu cấu hình của máy thì nó không cần cấu hình quá cao, nhưng mà các bạn lưu ý cho mình nhé, ít nhất thì RAM các bạn phải được tầm 6GB trở lên thì bạn sử dụng nó mới xử lý, trong cái quá trình xử lý video nó ổn được. Còn quá trình RAM thì mình thấy đối với dòng Premiere này nó sẽ ngốn nhiều về chip nhiều hơn, ngốn về chip ấy. Và card đồ họa thì về card đồ họa thì cũng đối với những bạn nào dùng các cái với mức độ bình thường mà ghép khoảng tầm 4-5 cái video hoặc 5-6 cái video với nhau hoặc xử lý tầm đấy video thì mình thấy cũng không cần thiết phải card đồ họa đâu. Các bạn chỉ cần một cái chip ổn ổn một chút là được. Ví dụ như là tầm Core i5 hoặc là dòng Core i3-4 đầu 4 số cũng được, các bạn có thể xử lý rồi. Đây các bạn, đây cái giao diện của Premiere nhé, thì bạn kích vào New Project. Đấy, hoặc là các bạn đã tạo ra các project rồi thì bạn có thể mở. Ở đây mình đang nói đến bạn nào mới bắt đầu tìm hiểu về Premiere nhé, thì các bạn sẽ phải tạo một cái project mới. Thì các bạn phải đặt tên, ví dụ đây mình sẽ làm một cái video về xử lý một cái điều hòa là cam mát nhé. Cam mát.
Cái nguồn thì các bạn có thể tùy chọn để cái nguồn của cái video của bạn ở đâu nhé. Cái nguồn lưu cái project này đấy. Đây, ví dụ mình đang để ở ổ D này, mục video này. Thì đây chính là các project này. Đấy. Nó ký tự là PROG. Đấy, project. Đây. Còn các cái phần thông số này thì các bạn để nguyên nhé, không cần thiết đâu, bởi vì cái này cơ bản nó như thế rồi. Ok. Đấy thì nó sẽ mở ra một cái khung giao diện để các bạn làm việc như này. Đây các bạn nhìn nhé, thì sau khi mình đã tạo ra đây, vừa đặt tên cái project này sẽ tạo ra này. Thì tất cả cái thao tác trong cái quá trình các bạn làm việc như này thì các bạn sẽ, nó sẽ khi các bạn nhấn lưu nhé. Đây. Set này thì Ctrl F đấy, cơ bản các cái thao tác thì nó cũng đều có các cái phím tắt ở đây thôi. Đấy thì các bạn sẽ tìm hiểu ở trong các cái mục này. Đấy, export video này. Đấy thì các bạn trong cái quá trình làm việc thì làm đến đâu nhấn lưu thì nó sẽ lưu lại vào cái project này, và lần sau các bạn muốn chỉnh sửa tiếp thì các bạn chỉ cần mở cái project kia ra là sẽ xử lý tiếp thôi. Thì sau khi tạo xong cái project nhé, thì các bạn cần tạo cái sequence cho nó. Thì tại sao phải tạo cái sequence này, thì tạo ra để cho nó phù hợp với những cái nguồn video mà các bạn tạo ấy. Ví dụ cái video các bạn quay bằng cái điện thoại nó sẽ khác, cái video các bạn quay theo chiều ngang hoặc chiều dọc nó cũng sẽ khác, hoặc các bạn quay bằng cái máy ảnh chuyên nghiệp cái định dạng nó cũng sẽ khác nhé. Đấy, ví dụ như ở đây thì mình thường hay chọn là cái HDV 1080 30 frame đấy nha, các bạn có thể nhìn cái thông số của nó này, tỷ lệ video là 16:9 này. Đấy, 29,97 frame, tức là nó tương đương với 30 frame đấy. Đấy. Rồi cái chất lượng nguồn audio là 48 kHz, đấy, mình hay gọi là như thế. Đấy thì cái nguồn video của mình đây, thì các bạn có thể xem cái nguồn video bằng cách này, nhấp chuột phải này, nhấn vào thẻ profile cuối cùng ấy, các bạn nhấn vào cái thẻ detail này thì các bạn sẽ nhìn thấy nhá. Đây 1080 này, đấy 30 frame này trên giây này. Đấy, audio sample rate này 48 này. Đấy thì mình hay chọn cái định dạng như này. Đấy là quay bằng cái điện thoại con Xiaomi Xiaomi Mi 10 Mi Note Mi 10 T Pro 5G. Đấy thì mình sẽ dùng cái định dạng này. Còn tùy các bạn quay với cái gì nhé, các bạn sẽ lựa chọn định dạng trong này, các bạn sẽ tìm hiểu thêm ở trên đấy. Rồi mình sẽ ấn OK nhé. Cái tên sequence thì các bạn tùy các bạn để, mình vẫn giữ nguyên là sequence 101, tại vì cái video này của mình chỉ có khoảng 3 cái video mình kéo lại, 2 cái video mình kéo lại với nhau thôi, để mình chỉnh sửa thôi. Đây, sau khi mà tạo xong cái project nhá, thì nó có chữ project này tại đây này. Đấy, thì bạn cần phải import, tức là lấy cái nguồn video vào. Đấy, cái nguồn video thì bạn để đâu thì bạn sẽ lấy vào tại đấy nhá. Đây, mình sẽ lấy vào đây hai cái video này. Đấy, đây các bạn chỉ cần kéo thôi nhá, kéo xong rồi thả cái video vào đây, thả cái video vào đây. Đó. Các bạn có thể nhấn vào đây để nghe cái video đấy, hoặc là các bạn nhấn dấu cách này. Đấy. Thời gian vừa rồi. Đấy. Thì là các bạn sẽ xử lý cái video nhá. Rồi thì đây sẽ, trên đây sẽ có các cái công cụ để giúp cho bạn có thể cắt, ghép và chỉnh sửa. Đây ví dụ như là các bạn có thể nhìn thấy đây này nhá. Các bạn kích vào đây để xem là video chạy đến đâu để hợp lý, các bạn sẽ dùng cái phím này. Đấy, Razor Tool này, phím C này, cái hình con dao lưỡi lam ấy, các bạn cắt này, kích vào đây, bạn cắt,
cái video đấy. Đấy, và bạn nghe tiếp đến đâu gọi để các bạn cắt này. Đấy, thì là các bạn sẽ tách được cái phần này ra. Đấy, bạn kích vào trò chuột này. Đấy, thì cái phần này nó là phần riêng biệt. Đấy là cái phần cắt video nhé. Cắt dài ngắn tùy các bạn. Cắt bỏ đi, xóa đi thì các bạn nhấn delete thì các bạn xóa đi. Hoặc là các bạn nhấp chuột phải này, các bạn muốn cho cái video ấy chạy nhanh hoặc chạy chậm bằng các cái thẻ như kiểu speed duration này. Đấy, để tăng giảm video chạy nhanh hay chạy chậm ấy. Rồi, về tiếp theo nha, thì các bạn có thể thêm các cái hiệu ứng. Đây thì các bạn sẽ chỉnh sửa trong cái phần motion này. Đấy, kích vào cái video này nhé. Đấy, các bạn chỉnh thu to nhỏ này, thu nhỏ thu to này, rồi các bạn sketch sẽ cho nó bé đi. Đấy, tức là cái đối với cái Premiere này thì các bạn sẽ phải dùng nhiều cái tinh chỉnh hơn, tức là nó cho phép mình tinh chỉnh nhiều hơn, nhưng mà cái nhược điểm của nó là sẽ hơi phức tạp hơn. Đấy, ở đây thì nó sẽ cho phép là phần volume này sẽ chỉnh sửa cái âm thanh này của cái đoạn video này. Đấy, ví dụ chỉnh giảm cái âm thanh này đi. Đấy, các bạn giảm đi này, các bạn cho to lên này. Đấy, thế nhá, ví dụ giảm đi này. Đấy, các bạn nghe này, điều hòa dân dụng này thì là đấy, còn các bạn cho to lên này. Các bạn phải vệ sinh. Đấy, về không đi. Đấy, tiếp theo là mình sẽ giới thiệu với bạn cái phần effect. Đấy, thì các bạn ở đây bạn sẽ cho phép các bạn chỉnh sửa rất là nhiều thứ. Đây, các cái thẻ này nhá, thì bạn các bạn có thể di chuyển được nhá. Các bạn có thể di chuyển được. Đấy, ví dụ di chuyển vào đây, cầm kéo thả vào đây thôi là được. Các bạn ở đây sẽ cho phép các bạn một số cái video transition này, hoặc là video effect này. Tức là cho phép các bạn kích vào để chuyển cảnh. Tức là các bạn chỉ cần kích vào đây và nhấc giữ chuột này và thả vào cái phần này. Đấy, là nó sẽ cho các bạn chuyển cảnh như thế nào. Và cái phần video effect này thì sẽ cho các bạn là hiệu ứng mờ hoặc là thêm màu sắc của các thứ đó kia. Thì tất cả những cái này sau khi bạn nghiên cứu kỹ xong thì bạn có thể tải thêm về từ trên mạng, hoặc là các bạn có thể tạo ra những cái preset riêng của riêng mình. Đấy, rồi thì đây là những cái bước căn bản sau đi, sau khi các bạn chỉnh sửa xong nhá, ghép nhạc xong này. Đấy, thì các bạn có thể là này, kéo dịch cái phần lên một chút. Trong tất cả những cái giao diện này các bạn đều có thể kéo thả nhé, kéo cho rộng ra hoặc thả vào đâu đấy để cho tiện hơn. Đấy, thì các bạn sau khi các bạn làm xong cái video này chẳng hạn, thì các bạn có thể xuất ra bằng cách là các bạn nhấn vào cái thẻ export này. À, các bạn quên, các bạn phải kích vào đây nhé nhá. Kích vào cái khung sequence này nhá. Ví dụ các bạn đang làm sequence nào thì các bạn kích vào sequence đấy và các bạn tiến hành export media này. Đợi một chút nó sẽ hiển thị ra nhá. Thì các bạn sẽ chọn với cái nguồn ra của nó. Thì ở đây nguồn ra thì các bạn như mình để là H264 và cái nguồn ra là cao nhất, preset cao nhất này. Đấy, xong là đặt tên và chọn cái ô để lưu này. Đấy, nguồn ra của nó định dạng sẽ là MP4 và các bạn save lại, các bạn tiến hành export này. Đấy, như vậy thì đã xong cái phần xuất video. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái
về cái phần mềm Wondershare Filmora. Đây cũng là một phần mềm mình rất là hay sử dụng bởi vì nó có nhiều những cái hiệu ứng đẹp và các bạn có thể dễ dàng thêm vào, tải ở bên ngoài để thêm vào. Cái phần mềm Wondershare Filmora này thì các bạn có thể tải trên mạng nhé. Thì nếu mà bạn nào mà chưa có cái nguồn tải thì các bạn có thể comment ở cái phía dưới video thì mình sẽ gửi cái đường link cho các bạn. Ở đây nhé, thì mình sẽ mở nhanh cho các bạn xem nhé. Đây các bạn có thể chọn cũng tương tự như là bên bên Premiere. Thì các bạn cũng phải tạo project mới. Đấy, tạo project mới này thì nó sẽ hiển thị ra một cái khung giao diện. Đấy, và các bạn cũng phải chọn đây, chọn cái khung hình nhé, 16:9 hoặc là tỷ lệ 1:1 hoặc tỷ lệ 9:16, tỷ lệ khung dọc ấy nhé. Còn đây tỷ lệ khung ngang này. Đấy, 43 cũng 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 là khung ngang nhưng mà khung ngang hơi nhỏ. Đấy. Còn thường bây giờ ấy, nếu mà quay bằng điện thoại ấy, thì là các bạn sẽ thấy là tỷ lệ 16:9 rất là nhiều. Thì mình sẽ hay làm bằng tỷ lệ 16:9. Đây, đây một số project mình đã làm ấy nhé. Thì mình sẽ kích trực tiếp vào cái project này. Thì cái phím cắt ấy thì của bên Premiere thì nó là chữ C và cũng biểu tượng con dao lam. Còn của bên Wondershare Filmora này thì nó biểu tượng hình kéo nhé. Đấy, các bạn. Về cái phím tắt thì nó cũng như thế, các bạn có thể nhấn phím dấu cách để cho nó chạy. Play. Đấy. Hoặc là các bạn kích vào đây. Về cái phần phần media import ấy, thì các bạn thấy nó sẽ ở phần trên này. Đấy. Và có một cái ở trên Filmora mình rất là thích, đấy là cái phần quay video màn hình. Đấy. Quay video màn hình hiện tại mình đang quay bằng cái ấy, quay bằng cái Assistant, nhưng mà mình thấy cái này không ngon, không hay bằng cái quay bằng bằng cái Filmora này. Cái này Filmora quay rất là tiện và quay xong các bạn có thể vào biên tập trực tiếp trên Filmora luôn. Đấy, thì các bạn nào mà hay quay chia sẻ video trên màn hình ấy, thì các bạn có thể kích vào cái này. Đấy, cái phần đầu tiên là Record from webcam, tức là bắt đầu quay trực tiếp từ cái webcam cái trên cái máy tính hoặc cái laptop của các bạn này. Và cái thứ hai là Record PC Green, tức là các bạn quay trực tiếp tại cái màn hình mà các bạn đang thao tác này. Và cái thứ ba là các bạn chỉ quay cái tiếng của bạn thôi, ghi âm cái tiếng thôi. Đấy. Đây thì các cái thao tác của các cái ấy này của cái Filmora này nó cũng tương tự như cái Premiere được cái ở đây nha. Các bạn có thể thấy là các bạn có thể thêm rất nhiều các cái ứng dụng là hay. Đây ví dụ nha. Thêm các đoạn intro outro. Đây. Đấy. Đấy. Thì các cái tính năng như kiểu truyền cảnh này, rồi thêm phần effect cho video này, rồi các cái intro outro thì các bạn đều có thể thêm được vào rất là nhanh tiện, giống kiểu mì ăn liền, và mình thấy xử lý video cũng khá là ổn đấy.
Nhưng mà nếu mà so với Premier thì nó sẽ kém hơn thôi, chứ còn để mà cho các bạn mới bắt đầu thì bạn sử dụng để cắt ghép những cái đoạn video ngắn ngắn thì với phần mềm Fibora thì mình thấy rất là hợp lý rồi. Đấy, thì cái này thì các bạn export video nhé. Đây, ở thêm các cái khung này. Đấy, monitor check này. Đấy, để các bạn quản lý nhé. Thêm đây là cái video thứ hai này, cái video thứ nhất này, âm thanh thứ nhất này. Đấy, các bạn có thể thêm thêm này, thêm video check này, add video check này, add audio check thì các bạn có thể thêm để các bạn có thể thêm ghép được nhiều các cái đoạn video khác vào chồng lên phía trên nhau nhé. Đây là ý mình nói là chồng lên nhau nhé, để các bạn có thể làm thành nhiều cái tầng hiệu ứng khác nhau. Đấy. Sau khi mà làm dựng xong nhé thì các bạn import ở đây này, create video. Đấy. Đấy, thì chế độ thì ở đây mình sẽ chọn chế độ AV. AV thì nó sẽ cho cái nguồn ra là khá cao. Đấy. Thì các bạn sau đấy các bạn đặt tên video, chọn cái nguồn lưu và các bạn nhấn export, thế là ok. Đấy. Thì để tìm hiểu sâu hơn về các cái tính năng khác trong các cái thẻ như audio, title, transition, effect, element, speed green thì cái đấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở trong cái video sau. Đấy. Thì trên đây là mình làm cái video để giới thiệu với các bạn hai cái phần mềm. Thứ nhất là phần mềm Adobe Premiere, thứ hai là phần mềm Wondershare Filmora, để cho các bạn mới bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.